Bình luận trước tuyên bố của Tổng thống Nga Putin rằng quân đội Nga không nắm giữ phía nam khu vực tự trị Crimea và chính các lực lượng tự vệ địa phương chịu trách nhiệm tiếp quản các cơ quan nhà nước tại bán đảo này, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng dường như ông Putin đã có một cách diễn dịch khác. Dường như Tổng thống Putin có một cách diễn dịch khác, nhưng tôi nghĩ điều này không lừa dối được ai. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhận ra rằng dù Nga có lợi ích hợp pháp trước những gì đang xảy ra ở nước láng giềng, nhưng điều đó không có nghĩa là Nga được quyền sử dụng vũ lực như một cách gây ảnh hưởng đến nội bộ của Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng đã hối thúc Nga đưa quân đội ở Crimea về lại doanh trại và thành lập một phái bộ giám sát tại đó nhằm sớm ổn định tình hình tại Ukraine hiện nay. Washington gọi việc Moscow triển khai quân ở khu vực tự trị này là một hành động khiêu khích, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ điều đó. Trên thực tế, thỏa thuận liên quan đến hạm đội Biển Đen được Nga và Ukraine ký kết năm 1997 cho phép Hải quân Nga đưa 25.000 binh lính, 24 hệ thống pháo với cỡ nòng nhỏ hơn 100mm, 132 xe bọc thép và 22 máy bay quân sự vào lãnh thổ Ukraine. Theo hãng tin RT của Nga, 16.000 binh sĩ mà Ukraine cáo buộc do Nga mới triển khai thực chất đã đồn trú tại Crimea từ năm 1999, theo thỏa thuận trên. Mặc dù vậy, báo chí phương Tây dường như đang giả điếc trước thực tế này.